At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị và các bạn đến với những thông tin mới nhất. Kaity Nguyễn, tôi muốn sớm lấy chồng. Thưa quý vị và các bạn, diễn viên Kaity Nguyễn nói, thấy đủ chín chắn ở tuổi 24, mong sớm lập gia đình, ổn định cuộc sống và phát triển sự nghiệp. Trong phim điện ảnh mới đây nhất, Người vợ cuối cùng của đạo diễn Victor Vũ, Kaity Nguyễn vào vai Linh, cô gái nghèo làm dâu nhà quan, bị bắt sinh con trai nối dõi ở miền Bắc thế kỷ 19. Diễn viên nói không gặp nhiều khó khăn với những phân đoạn nhân vật làm mẹ, một phần nhờ bản năng tình mẫu tử trỗi dậy. Tôi rất thích con nít, mong sớm lấy chồng, có tổ ấm riêng. Nếu may mắn tìm được đúng người, tôi sẽ công bố với khán giả, Kaity Nguyễn cho biết. Người đẹp hiện chưa chia sẻ về chuyện tình cảm, cho biết muốn tập trung vào dự án phim sắp tới. Kaity Nguyễn nói vui, dự định lập gia đình sớm của cô có phần trái ngược với mong muốn của bố, do ông từng bảo, con 30 tuổi mới cho con lấy chồng. Cô không đặt tiêu chí cụ thể về hình mẫu lý tưởng, song đánh giá cao những người luôn quan tâm đến gia đình. Từ nhỏ cô được mẹ dạy bảo chuyện bếp núc, nội trợ, lo lắng sức khỏe cho người thân. Đi diễn về, dù mệt đến mấy tôi vẫn muốn nấu một bữa cơm cho ba, bởi hạnh phúc với tôi là được chăm sóc những người yêu thương, cô nói. Từ Mỹ về nước đóng phim vào năm 17 tuổi, Kaity Nguyễn cho biết may mắn khi va chạm và trưởng thành sớm so với độ tuổi. Vài năm trước, cô thành lập công ty giải trí riêng, được bố hướng dẫn điều hành công việc, quản lý nhân sự. Gia đình là điểm tựa giúp tôi thoát khỏi những cám dỗ của cuộc sống bên ngoài. Dù ở đâu, ba mẹ luôn theo dõi tôi từng giờ, diễn viên nói. Với Kaity Nguyễn, vai trong Người vợ cuối cùng đánh dấu bước trưởng thành về diễn xuất của cô. Trước dự án, diễn viên từng nghĩ khó có thể thể hiện được cốt cách của người xưa vì sống ở nước ngoài từ nhỏ, nói tiếng Việt chưa được thành thạo. Đọc kịch bản gốc, cô tâm đắc cách tác giả Hồng Thái, bố vợ Victor Vũ, viết về khát vọng tình yêu và rào cản thời phong kiến. Cô quyết định thoát khỏi vùng an toàn, chinh phục vai diễn có màu sắc khác lạ nhất trong sự nghiệp. Cô áp lực với những phân đoạn tình cảm với bạn diễn Thuận Nguyễn. Trong phim, nhân vật Linh có cảnh nóng để thể hiện cao trào tâm lý, qua đó làm bật lên bi kịch Vợ lẽ. Ban đầu tôi rất ngại vì ekip nhiều người quen. Trước khi quay tôi đề nghị cùng Thuận Nguyễn uống rượu để lấy can đảm. Nếu không có hơi men, tôi không dám diễn, cô nói. Người vợ cuối cùng xoay quanh cuộc sống nhân vật Linh khi làm dâu nhà quan, sống trong chốn hảo môn được gọi là mọ ba. Linh vẫn bị bà cả do Kim Oanh thủ vai, đối xử như người hầu. Do xuất thân nhà nghèo, cô bị sỉ vả là bần hèn, người đầy vết bầm vì đòn roi. Khi Linh gặp lại Nhân do Thuận Nguyễn thủ vai, người bạn Thanh Mai Trúc Mã, cả hai đi vào mối quan hệ vụng trộm, khởi nguồn cho loạt bi kịch sau này. Kaity Nguyễn sinh năm 1999 tại thành phố Hồ Chí Minh, lớn lên ở Mỹ. Năm 2017, Em Chưa 18, tác phẩm điện ảnh đầu tay cô tham gia cùng Kiều Minh Tuấn, trở thành phim Việt ăn khách nhất lịch sử lúc bấy giờ với 171 tỷ đồng. Năm 2019, cô đóng phim Hồn Papa ra con gái cùng Thái Hòa. Năm 2020, cô tham gia Tiệc Trăng Máu, đạt doanh thu 175 tỷ đồng. Năm ngoái, cô đóng vai chính Lý Linh trong Gái Giả Lắm Chiêu 5 cùng nghệ sĩ Lê Khanh Hồng Vân, giúp cô thắng giải nữ diễn viên chính điện ảnh xuất sắc ở Ngôi Sao Xanh lần thứ 8. Thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.